Xin kính chào quý vị và các bạn đang dành thời gian theo dõi chương trình Thời sự 15 giờ thứ 6 ngày mùng 7 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chiến lược dữ liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030 đã được tỉnh ban hành trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước phê duyệt chiến lược dữ liệu cấp tỉnh. Lào Cai đề ra các mục tiêu phấn đấu 100% dữ liệu cơ bản nhất tạo nền tảng cho chính quyền số được hoàn thành và chia sẻ, bao gồm dữ liệu gắn với con người, dân cư, bảo hiểm, y tế và an sinh xã hội, Dữ liệu gắn với cơ quan tổ chức doanh nghiệp tài chính, dữ liệu gắn với tài nguyên, đất đai, khoáng sản. Phấn đấu 100% dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước được chia sẻ qua nền tảng chia sẻ dữ liệu dùng chung LGSP của tỉnh. 95% kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành được lưu trữ trong kho dữ liệu số của tỉnh, được chia sẻ và sử dụng lại trong các thủ tục hành chính, hoạt động hành chính và sử dụng thay thế hoàn toàn bản giấy. Đến cuối năm 2025, tỉnh Lào Cai cung cấp ít nhất 1.000 bộ dữ liệu mở, 100% các cơ sở dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở của tỉnh được quản lý, lưu trữ ở trung tâm dữ liệu tỉnh, đạt tiêu chuẩn và kết nối đồng bộ, thông suốt với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, cổng dữ liệu quốc gia. Theo Sở Du lịch tỉnh, sau đại dịch, lĩnh vực du lịch của tỉnh cần khoảng 16.000 lao động. Trong đó, lĩnh vực lưu trú du lịch cần khoảng 6.500 lao động, lĩnh vực lữ hành hướng dẫn viên cần khoảng 700 lao động, lĩnh vực dịch vụ du lịch khác cần khoảng 7.500 lao động. Từ nay đến năm 2030, trung bình mỗi năm cần bổ sung trên 5.000 lao động. Ngay trong quý 1 năm 2023, Sở Du lịch đã phối hợp với Tổng cục Du lịch, Trường Cao đẳng Lào Cai, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các địa phương, tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho các hướng dẫn viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoạt động trong lĩnh vực thời gian tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa liên kết với các cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài tỉnh trong bồi dưỡng đào tạo nhân lực du lịch tăng cường liên kết hợp tác quốc tế gắn kết đào tạo với sử dụng trên cơ sở vừa đáp ứng yêu cầu ngành vừa thực hiện liên kết vùng và xuất khẩu lao động ngành cũng khuyến khích đẩy mạnh đào tạo tại chỗ cho các lao động là người dân tộc thiểu số của địa phương tiếp cận với các kỹ năng nghề Tỉnh Lào Cai hiện vẫn còn một số điểm đen tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên các tuyến đường đang cần được giả soát đầu tư nâng cấp trong thời gian tới. Từ các nguồn đầu tư của Trung ương và địa phương, trong thời gian qua tỉnh Lào Cai đã được đầu tư 27 công trình với tổng kinh phí 322 tỷ đồng. Hiện 23 công trình đã hoàn thành, 4 công trình đang triển khai thực hiện. Năm 2022, Lào Cai tiếp tục được Bộ Giao thông Vận tải đồng ý xử lý 4 vị trí điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ. Đối với các tuyến đường địa phương, tỉnh đã chấp thuận đầu tư và xây dựng hoàn thành 8 công trình với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng, xử lý một điểm đen, 10 điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Lào Cai hiện còn một số điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cần được xử lý dứt điểm, giúp nâng cao an toàn giao thông. Năm 2023, Bát Sát phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.600 lao động khu vực nông thôn, và các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao xã biên giới. Theo đó, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh nâng cao nhận thức về công tác hướng nghiệp, phân luồng, huy động tối đa số lượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2023, tiếp tục học trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề, phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đi học đại học cao đẳng, trung cấp, đẩy mạnh liên kết đào tạo nghề đối với ngành nghề đang có nhu cầu đồng thời đảm bảo 100% lao động có nhu cầu tìm việc làm đều được tiếp cận các thông tin tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm trong năm 2022, huyện Bát Giác đã mở được 34 lớp học nghề, tổ chức 29 phiên giao dịch việc làm, tư vấn hướng nghiệp nghề với 899 người tham gia, giải quyết việc làm cho 1.712 lao động. Tại xã Hoàng Thu Phố, huyện Vùng Cao, Bắc Hà, nhiều hộ dân được địa phương khuyến khích trồng rau trái vụ trên đất một vụ lúa. Cách làm này không chỉ nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho bà con, mà còn góp phần đẩy mạnh, truyền dây cơ cấu cây trồng, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Cuối năm 2022, gia đình anh Chấu Xeo Pủa ở thôn Hoàng Hạ đã mạnh dạn đầu tư trồng khoảng 3.000 cây cải xoan cà lê. Đến nay, cây rau đã cho thu hoạch, giá bán từ 15-20.000 đồng một kg. Với ưu điểm cho thu hoạch từ 4-5 tháng, rau cải cà lê lại phát triển tốt. Anh Pùa dự kiến sẽ mượn thêm đất của bà con để mở rộng diện tích. Trồng thì cũng thấy phù hợp. À, thứ nhất là để giúp cho gia đình. Thứ hai nữa là để mình có thể mang ra chợ bán lấy tiền. Khuyến khích bà con trồng rau trái vụ, chính quyền địa phương khuyến nông viên của xã Hoàng Thu Phố luôn đồng hành hỗ trợ về giống và kỹ thuật trồng chăm bón. Mô hình rau cháy vụ của xã có 5 hộ tham gia, liên kết với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, trồng hơn 1,2 hecta các loại cà rốt, bóc cải, trái tim. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, mô hình trồng rau cháy vụ ở Hoàng Thu Phố đã mang lại hiệu quả tốt. Năm 2022, lợi nhuận đạt trên 100 triệu đồng mỗi một hecta chúng tôi đã hướng dẫn cũng hướng dẫn nhân dân là về cái khâu kỹ thuật cũng như là làm đất tơi xốp cũng lên à, và trồng và trong những ngày mà nó mưa giáo và đất nó ẩm và sau khi trồng chúng tôi cũng thế hướng dẫn nhân dân là chăm sóc cũng như là làm cỏ bón phân định kỳ qua đó thì thứ nhất là à, nâng cao cái giá trị eh, sử dụng đất và nâng cao cái hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác và tăng thu nhập cho người dân rất là nhiều. Đặc biệt là phải gấp ba gấp bốn lần trồng ngô, trồng lúa như hiện nay. Từ kết quả đã được vụ xuân năm 2023, diện tích rau chế vụ của Hoàng Phú phố đã được mở rộng lên gần 3 ha với gần 30 hộ tham gia trồng, chủ yếu là cải xoăn, cà lê và bắp cải. Một số diện tích đang cho thu hoạch được tiêu thụ tốt tại huyện và thành phố Lào Cai. Qua mô hình, nhận thức của đồng bào về thâm canh tăng vụ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng đã dần được thay đổi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Dự báo đêm về sáng ngày 8 tháng 4, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và rông rải rác. Nguyên nhân là do không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các địa phương. Về đêm, kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao hình thành nên có mưa, mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra mưa đá, lốc xoáy và xe đánh. Nhiệt độ các địa phương đồng loạt giảm thấp trời lạnh vào đêm và sáng sớm, vùng núi trời rét. Trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, những vùng trồng cây ăn quả, nông dân cần có biện pháp bảo vệ phù hợp như căng lưới để bảo vệ quả. Năm 2023 Lào Cai sẽ dành trên 68 tỷ đồng thực hiện đề án số 06 của tỉnh ủy Lào Cai trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong năm sẽ thực hiện 79 đề tài dự án nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Trong đó có 62 đề tài dự án nghiên cứu khoa học công nghệ cấp tỉnh, 17 dự án chính sách, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ đối với 10 doanh nghiệp sản xuất, xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho 4 doanh nghiệp, xây dựng cơ chế chính sách và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tỉnh cũng hỗ trợ xây dựng và phát triển 6 sản phẩm tài sản trí tuệ, lựa chọn xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu cho một số sản phẩm nông sản chủ lực như chuối, chè, dứa, dược liệu, quế để đẩy mạnh xuất khẩu. Quý một vừa qua đã có 4 đề tài dự án nghiên cứu khoa học được nghiệm thu. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo các thôn bản, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Đóng góp vào thành quả đó có vai trò hết sức quan trọng của Tổ tuyên vận thôn bản. Phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Tổ tuyên vận thôn Tổng Chỉnh 2 có 3 thành viên. Bí thư tri bộ thôn là tổ trưởng, với quan điểm người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, tri bộ tổ tuyên vận thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp để tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu được trách nhiệm của mình, cũng như những lợi ích lâu dài khi quê hương đổi mới. Được tổ tuyên vượt đến tuyên truyền vận động, gia đình tôi và gia đình tôi cũng cố gắng tích cực phát triển kinh tế gia đình, cùng nhân dân đổ đường bê tông nông thôn mới, chỉnh trang nhà cửa, đường lăng ngõ xóm, à, cuộc sống gia đình tôi đến giờ khá hơn lúc trước rất nhiều. Đến nay thôn Tổng Chỉnh 2 đã đổ bê tông được gần 10 km đường liên thôn, đường trục thôn và trên 4 km đường ngõ xóm. Toàn thôn chỉ còn 34 hộ nghèo, 36 hộ cận nghèo, không còn nhà tạm, nhà rột nát. Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cũng được thực hiện tốt. À, từ cái tổ thi vận hoạt động hiệu quả thì là đến nay thì uh, cái cái cuộc sống của người dân là nơi lên rất là nhiều thì từ đó thì góp phần vào cái uh, việc uh, xây dựng nông thôn mới của xã Thị Tường đảm bảo đạt uh, các cái tiêu chí trong nông thôn mới. Hiện Bát sát có 21 ban tuyên vận xã thị trấn, 182 tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố. Công tác tuyên vận tập trung chủ yếu vào tuyên truyền về các mô hình cách làm hay trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thông tin thời sự chính trị, kinh tế xã hội, phòng chống dịch bệnh thiên tai. Có phần quan trọng trong vận động nhân dân phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững. Ban thường vụ huyện ủy chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, ban tuyên giáo, ban dân vận, rồi mặt trận tổ quốc các đoàn thể sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng các cái chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể, bám sát vào cái quy định 60 của tỉnh, gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, lồng ghép với các chương trình đề án để tổ chức triển khai công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực cho hiệu quả đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của công tác tuyên vận trong tình hình mới. Hoạt động của tổ tuyên vận đã làm chuyển biến nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, thu hút nhân dân hưởng ứng tích cực vào các phong trào thi đua của địa phương. Chuyển sang phần tin trong nước. Sở Công Thương Đà Nẵng đã triển khai chương trình đưa gian hàng Ocop đến các chợ du lịch trên địa bàn để quảng bá và mở rộng thị trường. Tại chợ đêm Sơn Trà đã được bố trí các gian hàng trung bày bán khoảng 300 sản phẩm áo cóp của 40 doanh nghiệp tại Đà Nẵng và các tỉnh thành trong cả nước. Tại một số chợ truyền thống, điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm áo cóp cũng đã được triển khai. Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh xúc tiến quảng bá sản phẩm áo cóp mang thương hiệu Đà Nẵng, hình thành các điểm chuyên giới thiệu và bán sản phẩm áo cóp để tăng trải nghiệm cho du khách. Thời gian qua, các tỉnh khu vực Tây Bắc đã phối hợp tốt trong công tác bảo vệ rừng giáp danh, trong đó có khu vực rừng giáp danh giữa thị xã Sapa, Lào Cai với huyện Tam Đường và huyện Tân Uyên, Lai Châu, giữa huyện Văn Bàn với huyện Than Uyên, Lai Châu và huyện Mù Căng Trải, Yên Bái. Lực lượng kiểm lâm các địa phương chủ động tuần tra khoảng 12-14 đến 14 đợt trên một tháng, thành lập các chốt bảo vệ rừng tại khu vực trọng yếu, tăng cường tuyên truyền cho người dân của các huyện giáp danh về luật lâm nghiệp, kiên quyết xử lý hành vi vi phạm, đồng thời điều chỉnh bổ sung quy chế ký kết công tác bảo vệ rừng giáp danh đảm bảo phù hợp với thực tế, xây dựng kế hoạch phối hợp quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng vùng giáp danh. Thực hiện dự án điều tra bảo tồn cứu hộ và nuôi dưỡng các loại rùa tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2023, hơn 2 năm qua, cán bộ khu bảo tồn đã tiến hành 7 đợt điều tra thực địa trên 28 tuyến, đặt 59 bẫy ảnh trong khu vực nghiên cứu. Kết quả đã phát hiện có 8 loài rùa cạn và nước ngọt, trong đó có nhiều loài có tên trong sách đỏ cần được bảo tồn, như rùa hộp chán vàng miền Bắc, loài rùa núi phiền, rùa đầu to. Đây là cơ sở để khu bảo tồn tiếp tục quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững hệ thực vật rừng dự báo thời tiết năm nay sẽ có nhiều đợt nắng nóng cực đoan gây gắt điện năng tiêu thụ cho sinh hoạt sản xuất sẽ tăng cao đột biến vì thế hệ thống điện miền bắc có nguy cơ xảy ra thiếu hụt công suất đỉnh vào các giờ cao điểm để đảm bảo đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần đầu tư thay thế hệ thống dây chuyển máy móc thiết bị hiện đại sử dụng tối ưu năng lượng xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp dịch chuyển sản xuất để tiết kiệm điện vào khung giờ cao điểm Năm 2023, dự báo sản lượng điện thương phẩm cả nước đạt khoảng trên 251 tỷ kWh, tăng khoảng 9 tỷ kWh so với năm 2022, trong đó, tại 27 tỉnh miền Bắc là 90,3 tỷ kWh, với điện công nghiệp chiếm trên 65%. Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Belarus Lukashenko đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác kinh tế và củng cố quan hệ quốc phòng giữa hai nước, bao gồm kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Nga tới Belarus trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Putin cho biết sẽ có công việc dày đặc để thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ thỏa thuận liên minh về quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự chặt chẽ giữa Nga và Belarus. Trước đó, tổng thống Nga đã tuyên bố Moscow có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Trong phát biểu mở đầu cuộc hội đàm, Tổng thống Belarus Lukashenko cũng khẳng định, nếu cần, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những gì có thể để bảo vệ đất nước và người dân của mình. Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3, AMRO, có trụ sở tại Singapore đã công bố báo cáo thường niên dự báo về triển vọng kinh tế khu vực ASEAN Cộng 3, gồm ASEAN và ba quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc trong năm nay và năm sau. Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3, AMRO, lạc quan cho rằng, tăng trưởng GDP của khối ASEAN cộng 3 có thể tăng lên mức 4,6% trong năm nay và giảm nhẹ xuống còn 4,5% vào năm 2024. Theo đánh giá của AMRO, kinh tế khu vực ASEAN cộng 3 dự kiến sẽ tiếp tục vững vàng, bất chấp những trở ngại do nhu cầu bên ngoài yếu hơn và điều kiện tài chính toàn cầu tắt chặt hơn. Du lịch và thương mại nội khối cũng sẽ được thúc đẩy nhờ sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc, giúp giảm thiểu tác động từ nhu cầu bên ngoài yếu hơn từ Mỹ và châu Âu. Từ đầu năm 2023 đến nay, nhập khẩu chip của Mỹ từ bốn nước châu Á là Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Campuchia tăng mạnh, trong bối cảnh Washington đang đẩy mạnh dịch chuyển chuỗi cung ứng sang các thị trường mới nổi. Theo dữ liệu từ Cục thống kê Mỹ, nhập khẩu chip của Mỹ đã tăng 17% so với năm ngoái, lên 4,86 tỷ đô la Mỹ vào tháng 2 năm nay. Trong đó, nhập khẩu từ châu Á chiếm hơn 80% về giá trị. Đang chú ý nhập khẩu từ Ấn Độ tăng 34 lần, trong khi nhập khẩu từ Campuchia cũng tăng ấn tượng gần 7 lần lên con số chỉ thấp hơn một chút so với mức 166 triệu đô la Mỹ nhập khẩu từ nhà sản xuất truyền thống là Nhật Bản. Việt Nam và Thái Lan, cả hai nước đang chiếm thị phần ngày càng lớn hơn trong thị trường sản xuất chip, có trao đổi thương mại trong lĩnh vực này với Mỹ tăng lần lượt là 75% và 62%. Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra ở nước Pháp sau khi cuộc đàm phán giữa chính phủ và các nghiệp đoàn nước này nhằm giải quyết mâu thuẫn về cải cách chế độ hưu trí thất bại. Đây là cuộc biểu tình trên toàn quốc lần thứ 11 của người dân Pháp nhằm phản đối kế hoạch cải cách hưu trí chí của chính phủ. Hầu hết các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, nhưng ở một số thành phố trong đó có thủ đô Paris, một số người biểu tình quá khích đã xô sát với cảnh sát, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Lãnh đạo các nghiệp đoàn Pháp và người biểu tình cho biết các cuộc đình công sẽ không kết thúc cho đến khi dự luật cải cách hưu trí bị bãi bỏ. Theo kế hoạch, Hội đồng Hiến pháp của Pháp sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về cải cách chế độ hưu trí vào ngày 14 tháng từ tới. Những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.